Xin chào con bạch. Xin chào con bạch cô chú. Thôi đừng có nhảy đứng đàng hoàng chứ trời. Xin chào con bạch cô chú. Xin chào tuyển xin xong. Chị nó mặc nay chị nó chọn cái phong cách thời trang gì đây nè, quá trời quá đất. Flip-flops on when you they don't even fit you anymore, they're too small. Chị thích mà mang cái đôi dép đó. Cái đôi dép nó nhỏ xíu rồi. Ta vẫn còn thích mang. You want to put them on? No, I do. Okay then. All right then, come on sweet pea. Chụt chụt mẹ cái coi. Bye chị. Hôm nay ba sẽ đưa chị đi học với cô chú anh chị. Hôm nay thì Kim phải đi lên Liverpool để thi tiếng Anh đó mọi người. Thi tiếng Anh để làm lại visa đó. Visa 2 năm rưỡi của Kim đã sắp hết hạn rồi. Tháng sau là hết rồi đó. Bây giờ phải thi để làm lại đó cô chú anh chị. Hello cô chú anh chị và các bạn. Hello Honey. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay bây giờ là đúng 12 giờ trưa luôn đó mọi người. Thì Tony sẽ chở Kim đi xuống Manchester để thi tiếng Anh cô chú anh chị. Thi tiếng Anh để mình gia hạn visa đó mọi người. Visa 2 năm rưỡi của Kim tháng 6 là hết hạn nè. Cho nên là bây giờ mình phải đi thi tiếng Anh để mình làm lại cái visa mới ha cô chú anh chị. Visa mới cũng là 2 năm rưỡi nữa cô chú anh chị. Thì có 7 phút thôi mọi người. Thời gian mà thi á, có 7 phút thôi. Thi nghe nói có nghĩa là mình với cái một người giám khảo đó, người ta sẽ hỏi mình cái gì thì mình trả lời cái đó theo cái trình độ nghe nói của mình ha cô chú anh chị. Thì chỉ có 7 phút thi thôi, nhưng mà phải đi đến đó sớm khoảng 1 tiếng á mọi người, chờ đợi nữa rồi vô xuất trình giấy tờ này nọ nữa cô chú anh chị. Hôm nay trời sáng nhìn cái da mình nó sáng thấy ghê luôn nè. Hy vọng là thi đậu ha cô chú. Thi xong là ngày mai 9 giờ sáng mai là có kết quả đó mọi người. Sáng mai Kim sẽ cho cô chú anh chị biết kết quả Kim thi luôn ha. Đã tới thành phố Manchester rồi nè cô chú anh chị. Bây giờ thì sẽ lái xe vô trong luôn mọi người, rồi gửi xe rồi đi bộ. Manchester cũng là một trong những thành phố lớn của nước Anh ha cô chú anh chị. Và có hai cái đội bóng rất là nổi tiếng luôn. Đây là cái tòa nhà một chút xíu nữa Kim sẽ làm bài kiểm tra tiếng Anh ở trong đây hết mọi người. Đó là cũng nằm ở trung tâm của Manchester luôn á cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ còn tới 30 phút lận cô chú anh chị thì Kim sẽ đi vòng vòng ở ngoài đây. Khi nào gần đến giờ thì mình mới vào hết cô chú anh chị. Ở trong thành phố của Manchester thì người ta di chuyển bằng xe điện nhiều hết cô chú anh chị. Xe điện chạy suốt luôn đó mọi người.
Mình xuống đây thì cảm giác cái không khí nó khác hẳn với Liverpool. Mọi người ở dưới đây thì nó nhộn nhịp và nó náo nhiệt hơn, thành phố lớn hơn nữa, và nó cảm giác là nó ồn ào hơn đó mọi người. Hai vợ chồng đang ngồi đợi cô chú. Thì Tony lúc nào cũng một người rất là đúng giờ hết á, luôn luôn tranh thủ đi, mà toàn là đi sớm không rồi mọi người. Đã thi xong rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ sẽ đi qua cái cửa hàng bán đồ Việt Nam hả cô chú anh chị. Kim sẽ mua một bao gạo với lại một ít đồ nêm đồ gì đó cần dùng trong nhà đó mọi người. Cái bài thi cũng rất là dễ luôn cô chú anh chị. Vô người ta sẽ hỏi mình tên gì, nhà mình ở đâu, nhà mình ở thành phố nào vậy đó, rồi mình ở nhà hay là ở căn hộ, rồi ở gần cái nhà của mình nó có cái gì, xong rồi hỏi là mình sống với ai, rồi hỏi ngày sinh nhật của mình, sinh nhật của con mình, sinh nhật của chồng mình luôn, hỏi là mình có đi làm hay không hay là ở nhà. Rồi mình nói mình đi làm đó thì người ta sẽ hỏi mình là làm cái việc gì, rồi sẽ hỏi mình là thời gian rảnh đó mình sẽ làm gì free time đó mọi người. Nói chung là cũng có bao nhiêu đó thôi chứ không có cái gì nhiều hết trơn á, rất là dễ luôn cô chú anh chị. Manchester lúc nào cũng bận rộn á mọi người. Hôm nay là thứ ba đó, thứ ba mà buổi trưa nữa, nhưng mà ở ngoài đường cũng đông nè cô chú anh chị. Cuối tuần thì rất là đông luôn. Ở đây có sinh viên nhiều hả mọi người. Việt Nam của mình đó, sinh viên Việt Nam của mình học ở bên đây cũng đông lắm cô chú anh chị. Kim cũng có một cái bạn xem YouTube cái kênh của Kim đó, cũng bạn ấy cũng nói là ở Manchester nè cô chú anh chị. This is where we are. Look, York Street. Look. So where do I? Where I standing? It's up there. It's missing off the end. Manchester always busy, isn't it? Well, Liverpool's just the same, babe. No, is it here more busy than Liverpool? Don't you tell me that you like Manchester better than Liverpool? You make me very angry. I didn't say that. I mean busy. Today Tuesday, long time, but very busy. Big city, but the big girl though cannot say not, isn't it? Trish and her husband and her family and all of my friends we met before. Yeah, they support. Chi Chi đi học giờ rồi nè cô chú anh chị. Hello Chi Chi. Chi ok? Why she not happy? Oh, hello Chi Chi. Chị chụt mẹ cái coi. Mi chụt chụt. Give daddy chụt chụt. Come and get it. Come give daddy chụt chụt cái chị. Mommy chụt, give papa chụt chụt. Cây hoa ở nhà Kim và ở bên hàng xóm cũng có một cây giống nhau nè mọi người. Cái này giống như là cái chủ đầu tư ngày xưa người ta trồng cái cây này đó. Cho nên cái khu xóm gần cái nhà Kim nè là có tới 5-6 cây lận mọi người. Đây cái nhà đối diện bên kia có một cây ha. Và cái nhà bên kia cũng có một cây giống nhau nữa nè.
Bữa tối đã sẵn sàng rồi, xin mời cô chú anh chị ha. Kim có gà kho gừng nè mọi người, với lại cơm trắng và cải thề. Kim làm sốt dầu hào đó cô chú anh chị. Đây là của Tony nè, này của Kim, còn cái này của Chi Chi nè cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị nha. Thịt gà ngon không chứ? Thịt gà mẹ kho gừng á. Trời ơi, Chi gà, em Chi em mê thịt gà kho gừng lắm nè cô chú. Ăn giỏi quá. Ăn từ từ thôi, con ngón một họng một hồi nó mắc cổ bây giờ. Cái gà đó mà lấy xương ra hết rồi. Cái thịt của Chi á, Kim lóc cái xương ra hết rồi mọi người. Của Chi, của Kim nè, của Kim ăn xương không à. Còn hai cha con nó là ăn thịt đó.